Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950 tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị hạnh phúc, mạnh khỏe, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và chúng ta không cần phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, con cái tu tâm, dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng đôi khi điều đó với nhiều người lại là mong ước xa vời. Bởi vì có những người thì gia đình họ rất hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác rất nhiều những trọng trách trên vai. Cũng có những người kinh tế dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn về mặt tinh thần. Thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi tháng 3 âm lịch ngày hôm nay, chúng tôi, những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát, sẽ cùng với quý vị chia sẻ về tử vi của những gia chủ tuổi Canh Dần trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch này thì công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người sinh tuổi Canh Dần 1950 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài, mở kho, ban phát tài lộc hay không? Và trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch này sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những biến chuyển ra sao trong tháng 3 âm lịch năm 2022? Vậy thì để có thể nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng chính là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song lại không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể nào thao túng. Những người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của đại gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Xem tử vi tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần 2022, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội, được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần phải chú ý về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo, sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, canh dương kim gặp giáp dương mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh để đưa ra phương án tối ưu giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1950 vẫn còn theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh. Nhất là những người làm trong lĩnh vực hợp tác, làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thực hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi như vậy là có hại cho chính mình trước tiên. Tuy nhiên, dù sao thì bản mệnh cũng là người có tuổi. Việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần, sức khỏe của những người tuổi Canh Dần rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại, tử vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này. Nhẹ thì xây xước chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ cần một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất kỳ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, Canh Dần đã cố gắng hơn cả đời người, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Các quý gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các quý gia chủ tuổi Canh Dần đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời nhau. Do đó bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần đời còn lại trong cuộc sống tháng này. Tháng 3 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình vì luôn luôn không nghe lời cha mẹ và mất khá nhiều thời gian để luẩn quẩn trong đó. Bạn nên thư giãn và để các con của mình như vậy, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho cả chính bạn. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ.
ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1950 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ về chi tiết cho tuổi Canh Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.